Hôm nay thì mình sẽ trình bày lại cái vấn đề mà bạn đang yêu cầu. Thì với câu 4 thì viện phí thuốc sẽ bằng là tiền phòng đối với số ngày điều trị 0% giảm. Đầu tiên thì để mà tính được tiền viện phí thì phải buộc phải tính tiền phòng. Thì ở đây tiền phòng chính là khoảng 1. Thì ở đây mình sẽ có một cái bảng để mà biết được là loại phòng và lầu. Với những cái bảng tương tự như này thì mình có thể dùng hàm index để có thể lấy dữ liệu từ trong bảng ra. Thì mình sẽ thực hiện như trên. Thì đầu tiên mình sẽ lấy là bảng nào thì mình sẽ lấy bảng 1 này, cố định bảng số hàng. Tiếp theo là cái số hàng mình còn lấy, số hàng chính là cái loại phòng. Loại phòng thì để mình lại xác định được loại phòng thì mình có thể dùng hàm mask để mình biết được là hàng nào. Nó sẽ tìm loại phòng. Trong cái cột đầu tiên mình nhớ là cố định để đảm bảo cho vấn đề mà di chuyển công thức không có bị thay đổi, và thế này nó sẽ so sánh chính xác. Tiếp theo là số cột. Số cột thì chính là cái mã số cuối cùng của mã số. Để đảm bảo được cái số mã cuối cùng này thì mình có thể dùng hàm prime. Mà trước cái hàm prime thì sẽ lấy ra một giá trị về dạng 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 chuỗi, nên để biến giá trị từ dạng chuỗi sang dạng value thì mình sẽ dùng hàm value. Và mình chỉ lấy có một số thôi. Mình cộng cho thêm một để xác định được cái cột đó là loại lầu nào, là một hay là lầu 2. Đây là tiền loại tiền phòng. Tương tự như loại C đó, loại C 15.000. Loại C 15.000, loại D 10.000, loại A 30.000, lầu 1 30.000, loại B lầu 2, loại B lầu 2 35.000 đó. Tiếp theo là phần để mình trả lời được cái đáp án mà bạn muốn đang thắc mắc về viện phí. Viện phí chính là bằng chi phí thuốc cộng tiền phòng đóng ngược lại nhân với số ngày nhân với phần trăm giảm. Nếu là bảo hiểm y tế thì giảm 80%. Như vậy mình ở đây mình sẽ dùng hàm if. If thì nó sẽ xác định được là bảo hiểm hay không bảo hiểm. Thì mình dùng với hai ký tự ở mã số, ở giữa mã số này thì mình sẽ dùng hàm mix. Mình sẽ lấy ký tự thứ hai là mình lấy hai ký tự là mình so sánh với bảo hiểm. Nếu đúng từ bảo hiểm thì chỉ có thì giảm 80% thì còn lại là 0.2, và ngược lại thì phải là 100%. Đây là số tiền viện phí.
Đây là đáp án mà mình sẽ đưa ra cho bạn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì bạn có thể comment dưới video này thì mình có thể giải đáp thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi.